Sáng 10 tháng 8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là một trong 6 đơn vị được chọn làm đại hội điểm đoàn cấp tỉnh trên cả nước do Trung ương Đoàn chỉ đạo. Dự đại hội về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại biểu thành phố có các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng 245 đại biểu chính thức đại diện hơn 115.000 đoàn viên và hơn 409.000 thanh niên thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật của tuổi trẻ thành phố đạt được trong 5 năm qua. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, nhất là tuổi trẻ thành phố đã phát huy truyền thống trung dũng, quyết thắng, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của thế hệ trẻ, của toàn dân, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn riêng, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được ổn định và từng bước được nâng cao với nhiều đột phá về cơ chế chính sách và nhận được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Trong đó, quốc phòng an ninh được tăng cường và củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ hiệu quả, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố đã tập trung cao, phản ứng nhanh, chủ động những biện pháp quyết liệt thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Những kết quả quan trọng nêu trên là thành quả chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ thành phố và các tổ chức đoàn các cấp. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, chúng tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố. Hôm nay, xin phép được gợi mở với đại hội một số vấn đề đã các đồng chí thảo luận, xem xét và quyết định. Một là thường xuyên tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Các hoạt động giáo dục chính trị của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải gắn với phương châm lấy thanh niên để giáo dục thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước vào công tác thực tiễn, vào đời sống của thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng với các hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Đoàn phải đồng hành cho bản thân mỗi thanh niên luôn phải ý thức tự trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xung kích đi đầu với mọi hoạt động, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Với thiếu niên nhi đồng, đoàn cần chăm sóc, tuyên truyền, hướng dẫn các em luôn nhớ và làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy như một công việc thường xuyên hàng ngày. Hai là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của tổ chức đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả và phát huy tối đa vai trò chủ động, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Các phong trào cần đi sâu vào các nhu cầu đời sống thiết thực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước hạn chế khắc phục các hoạt động hình thức dàn trải, tổ chức đoàn cần tích cực tham gia đảm nhận những công trình, những phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Mỗi tổ chức cơ sở đoàn phải thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng vững mạnh về cả tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt của phong trào thanh niên, xứng đáng là những người bạn đồng hành của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của đảng. Ba là quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi, phối hợp xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa về cả thể lực, trí tuệ và tâm hồn, tạo động lực học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp,
khơi thông nguồn lực giúp đỡ thanh niên làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước. Thanh niên thành phố phải là người xung phong đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại. Tổ chức đoàn phải thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích nhân rộng kinh nghiệm và phát huy lớp thanh niên tiên tiến, sáng tạo, đồng thời chú ý quan tâm chăm lo đến thanh niên yếu thế đang vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, Hải Phòng là nơi gắn liền với sự kiện ra đời của hai chi bộ đoàn thanh niên cộng sản đầu tiên của cả nước. Trong hai năm cuối nhiệm kỳ chịu ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, nhưng các cấp bộ đoàn thành phố đã nỗ lực sáng tạo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, tìm cách khắc phục như tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên thanh niên ưu tú chưa đạt so với yêu cầu, công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chưa cao, việc cụ thể hóa các chủ trương của đoàn cấp trên ở một số cơ sở còn chậm. 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố xuất sắc hoàn thành vượt mức 7/12 chỉ tiêu, hoàn thành 5/12 chỉ tiêu được Đại hội lần thứ 13 nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Nổi bật, tuổi trẻ Hải Phòng thực hiện 24 công trình thanh niên cấp thành phố, 333 công trình thanh niên cấp quận, huyện. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong đoàn kết sáng tạo phát triển, giai đoạn 2022-2027, tuổi trẻ thành phố đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Tại đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Nhà nước. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố bức chướng với nội dung: Tuổi trẻ Hải Phòng xung kích đoàn kết sáng tạo, phát triển tham gia xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh bền vững. 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Dịp này, Đoàn Thanh niên thành phố trao 14 tủ sách số cho em, tặng Hội đồng đội thành phố và hỗ trợ dài hạn 140 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Đại hội bầu Ban chấp hành Thành đoàn khóa 14 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 40 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Thành đoàn khóa 14 bầu Ban thường vụ Thành đoàn gồm 12 đồng chí. Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn. Các đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thị Thủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn. Bầu Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa 14 gồm 9 đồng chí. Bầu 14 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027.